vấn đề mà anh em quan tâm mà anh em thường nuôi tôm thường hay bị mắc phải, đó là bị phân trắng, tôm bị phân trắng. Bệnh phân trắng trên tôm luôn diễn biến rất phức tạp, có khi cả dùng, có khi đã dùng, có khi là cái người nào cũng như là cắt dùng để dùng phân trắng hết. Thì quá trình tìm hiểu một số khách hàng luôn suy động trong vài năm thì tôi thấy một vấn đề như thế này, đó là mô hình nuôi tôm mà một số công ty người ta triển khai. Ví dụ ban đầu là cái ao lấy nước, cái ao xử lý, ao xử sạc và bọc nuôi, đó là hệ thống bảo quản. Thì cái để xử lý nước đó là chủ yếu là clo thuốc tím đánh cho trong nước và cấp vào nuôi. Như vậy thì khi thấy nước trong thì là coi như nước trong là đẹp, cấp vào nuôi là ok. Đó, nước tôi là trong quá mà, vậy đó, nước đẹp mà, bình thường mà, cấp vào nuôi. Thì có một cái thực tế, một số bà con thì không có đủ điều kiện như vậy mà cứ là cỡ là nuôi một ao thì có một ao lấy nước, hoặc là dữ lắm là hai ao, ao lấy nước xong ao xử lý cấp vào, hoặc là có một ao xử lý xong rồi cấp vào nuôi.